Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì hôm nay mình lại nên tiếp tục với video clip giới thiệu anh em cái lưới đuổi gà rừng nhé. Thì cái khẩu lưới này bên mình làm là có hai màu này, một màu đen và một màu cỏ khô. Đấy, khi anh em răng lên thì nó rất là tàng hình nhá. Đó, thì hai màu này tùy anh em chọn. Đó. Thì cái hai màu này đều tàng hình hết rồi nha anh em. Đó, mắt lưới của nó là mắt 12 phân này. Đó. Sợi dù thái. Thì bên mình là ở viền trên cùng thì có thắt chống xô, viền dưới cùng thì bên mình có tra trì và kẹp thêm viền cước cho anh em nhé, để chống rối. Đấy. Khi anh em răng lên nó chống rối, chống bám rác rất là tốt. Đấy, rất là hiệu quả. Đây, như chì này thì bên mình là bấm máy này. Đó, bấm máy nhá. Máy bấm. Đấy. Đấy, máy bấm hết nha anh em. Đưa vào máy bấm. Đó, có viền cước này. Đấy. Thì cái khẩu này của nó là dài là 50 m. Đấy. Cao của nó là cao 4,5 m. Dài 50 m. Đó. Mắt lưới 12 phân. Rồi anh em cần mặt hàng gì thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại để trên video clip nhé. Đó. Còn mặt hàng này thì mình giao hàng toàn quốc, rồi cho anh em kiểm tra hàng thoải mái nhé, trước khi anh em thanh toán nhé. Đó. Rồi mình kết thúc video tại đây. Anh em nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Rồi xin chào tất cả anh em.